Dạ em xin chào các chị. Dạ hôm nay em set up lại những cái mẫu lụa hàng châu cho các chị nhà mình dễ lựa chọn ha. Clip ngày hôm qua thì cũng đã hết rất là nhiều các chị. Dạ hôm nay thì em set up lại cho các chị nhà mình dễ lựa chọn nha. Dạ các chị nhà mình xem ha. Thích mẫu nào các chị nhà mình liên hệ với em qua hai số điện thoại em để trên tiêu đề. Dạ giá vẫn là 70.000 một khúc vải dài 2m khổ 1m rưỡi các chị ha. Thì các chị nhà mình lấy từ 2-3 khúc thì em sẽ bao ship. Dạ lấy từ 3 khúc thì em sẽ bao ship các chị ha. Thì hôm nay thì còn những cái mẫu này em giới thiệu đến các chị nhà mình nha. Dạ các chị nhà mình xem thích mẫu nào các chị nhà mình liên hệ với em qua hai số điện thoại em để trên tiêu đề. Dạ lần lượt em giới thiệu đến các chị nhà mình từng mã số cho các chị nhà mình dễ lựa chọn ha. Dạ khi các chị nhà mình lấy từ 1 khúc hoặc 2 khúc thì phí ship là 20.000 trên một đơn giúp em các chị ha. Dạ em giới thiệu đến các chị nhà mình đây mã số 1 đây các chị ha. Chồng lụa hàng châu thì mình có thể là mình may áo dài, đầm, đồ bộ, áo bà ba các kiểu luôn các chị ha. Mình không cần phải lót nên nó không có mỏng nha các chị, không có mỏng mình không cần phải lót đâu. Dạ đây là mã số 1 đây, mã số 1 chất liệu lụa hàng châu các chị nha. Rất là nhiều mẫu mã cho các chị nhà mình lựa chọn luôn. Dạ mã số 1 ha. Dạ mã số 2 rất là đẹp luôn các chị nha, mã số 2. Dạ mã số 3, mã số 3 đây các chị, mã số 3. Mã số 4. Có rất là nhiều mẫu, rất là đẹp hoa nhí. Dạ mẫu số 5. Mẫu số 5. Dạ mẫu số 6, hoa nhí ở đây các chị rất là dễ thương mẫu số 6. Mẫu số 7. Dòng này mà mình may áo dài rất là đẹp các chị nha. Lên phông áo dài rất là đẹp luôn mã số 7. Dạ mã số 8, mã số 8 này các chị, mã số 8. Dạ mã số 9, mã số 9. Dạ mã số 10, mã số 10. Những cái dòng lụa hàng châu này lên mặt may áo dài đẹp lắm các chị, em có may rồi nha, em có may rồi. Thì một khúc vải dài 2m khổ 1m rưỡi á, mình có thể là mình may đủ một cái áo dài nha các chị nha. Mà may tà rộng luôn á, tà rộng và cái chiều dài là dài luôn á các chị. Cái tà rộng là 60 luôn nha. 60 luôn rất là đẹp luôn. Dạ 1m khổ 1m rưỡi thì mình may đủ một cái áo dài nha các chị nha. Dạ mẫu số 10 đây các chị. Dạ tiếp theo mẫu số 11. Mẫu số 11 đây các chị nha, mẫu số 11. Mẫu số 12, mẫu số 12 nha. Mẫu số 13, mẫu số 13 đây. Mẫu số 14. Mẫu số 15. Mẫu số 16 nền đen nha các chị nha, nền đen. Mẫu số 17. Mẫu số 18. Mẫu số 19. Mẫu số 20 hình con thú nha các chị. May đồ cho các bé nè, rất là đẹp, rất dễ thương. Mẫu số 21. Mẫu số 22. Mẫu số 23. Mẫu số 24 nền xanh dương nha các chị nha, nền xanh dương mẫu số 24. Mẫu số 25. Mẫu số 26. Mẫu số 27. Mẫu số 28. Mẫu số 29. Mẫu số 30 là nền đen nha các chị nha, mẫu số 30 nền đen. Mẫu số 31. Mẫu số 32 hoa nhí nè các chị, rất là dễ thương luôn. Mã số 32. 32 hả các chị hả? Ba mã số 32 nha. Mã số 33. Mã số 34 màu hoa nhí nè các chị, mã số 34 hoa nhí nha. Mã số 35 màu xanh dương.
số 36, mã số 37 hình lập thể nè các chị. Mã số 37 hình lập thể nha. Mã số 38, mã số 39, mã số 40, mã số 40, mã số 41, mã số 42, mã số 43, mã số 44, mã số 45. Nền đen nha các chị, nền đen hoa màu cam. Mã số 46, mã số 47, mã số 48, mã số 49, mã số 50, mã số 50 hoa nhí, mã số 51 sọc cam, cam đen nha các chị nha. Mã số 51, mã số 52 màu trắng xanh dương, mã số 53 màu nâu đen, mã số 53, mã số 54, mã số 54, mã số 55, mã số 55, mã số 56, mã số 57, mã số 58, mã số 58, mã số 59 màu xanh dương nè các chị. Mã số 59, mã số 60, mã số 60, mã số 61, mã số 61, mã số 62 nền đen hoa màu cam. Mã số 62, số 63, mã số 63, mã số 63, mã số 64 nền màu nâu nha các chị. Mã số 65, mã số 66, mã số 67, mã số 68, mã số 69, mã số 70, tiếp theo mã số 71 đây các chị. Mã số 71 hoa nhí nha. Mã số 71, mã số 72, mã số 73, mã số 74 rất là đẹp luôn nè các chị. Mã số 74, mã số 75, mã số 76, mã số 77, mã số 78 rất là đẹp luôn các chị nha. Mã số 78 cái nền nó màu xanh đó các chị, cái nền nó màu xanh, mẫu này lên áo dài rất là xuất sắc luôn. Mã số 79 đây các chị. Mã số 79, mã số 80 em giới thiệu cho hết luôn ha. Mã
số 81 đen hồng nè các chị nè. Mã số 82 đen đỏ nha. Mã số 83, mã số 83. Mã số 84. Mã số 85 vàng đen ha. Mã số 86. Mã số 87 nền màu xanh dương nha các chị nha. Mã số 88 nền màu đen nè, nền màu đen. Mã số 88. Mã số 89 nền màu đen luôn các chị nha. Mã số 90. Mã số 90. Và tiếp theo mã số 91 hoa cúc nha các chị, mã số 91. Mã số 92 hoa nhí rất là dễ cưng luôn nè. Mã số 93. Mã số 94. Mã số 95. Mã số 96. Mã số 97 bị trùng rồi các chị, bị trùng mẫu hồi nãy rồi ha. Mã số 98, mã số 98 nền màu xanh dương. Mã số 99. Và tiếp theo mẫu cuối cùng là mẫu số 100 là hoa to nè các chị, mẫu số 100 nha. Dòng lụa Hàng Châu này là mình may áo đầm, áo dài, đồ bộ các kiểu luôn các chị nha. Giặt máy giặt thoải mái luôn, nó không có bị xước. Không có bị xước, không có bị nhào, không có bị nhăn luôn các chị. Áo này em mai em mặc là em giặt máy giặt không luôn á. Em giặt máy giặt không nha, không có giặt tay luôn. Dạ, cái chất liệu của nó mặc rất là mát, rất là thoải mái nha các chị nha. Có cái độ co giãn nhẹ, em mặc suốt ngày luôn nè. Em mặc suốt ngày, em quay, em bán cho các chị nhà mình nè. Dạ, mặc rất là thoải mái luôn, chỉ có 70 ngàn thôi. Các chị nhà mình rất là thích. Cái dòng này em bán rất là chạy luôn các chị. Em xích úp lại mỗi ngày cái dòng này cho các chị nhà mình luôn á ha. Và các chị nhà mình xem thích mã số nào các chị nhà mình liên hệ với em ha. Hai số điện thoại nè em để trên tiêu đề. Dạ em cảm ơn các chị nhà mình đã xem video. Hẹn gặp lại các chị nhà mình ở video tiếp theo nha.